Cụ thể, qua kiểm tra, trong tổng số hơn 80 doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm, chỉ có 5 đơn vị sản xuất sản phẩm hoàn toàn. Còn lại, chỉ sản xuất một phần, mua mút, xốp, quai, rồi lắp ráp thành sản phẩm. Thậm chí, có những đơn vị đi mua tất cả sản phẩm trôi nổi trên thị trường, rồi gắn mác doanh nghiệp mình vào. Đặc biệt, kết quả kiểm tra của Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương thực hiện qua 3 tháng vừa qua cũng cho thấy có tới 76% số doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm có sai phạm và đó đều là những cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được cấp tem hợp quy chuẩn CR. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng có những trường hợp khi kiểm tra, mũ không đạt tiêu chuẩn chiếm tỷ lệ rất cao, khoảng 90%.